Kênh YouTube Chiến Đồng Tháp xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Dạ thưa cho các bạn thì hôm nay Chiến Đồng Tháp sẽ cập nhật một thông tin mới nhất về một cái vụ ở Hóc Môn. Dạ kính thưa quý vị và các bạn thì sau đây là một tình tiết mới mà vụ Chiến mới vừa cập nhật được liên quan đến vụ án. Dạ kính thưa quý vị và các bạn thì chủ quán bàng hoàng kể lại 4 giờ giáp mặt với nghi phạm ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ kính thưa quý vị và các bạn thì có những từ nhạy cảm thì vụ Chiến không có đọc ở đây. Thì mình nói mới sơ qua thì tất cả quý cô chú cũng đã biết rồi. Một tình tiết mà cái cô chủ quán đó 4 giờ đồng hồ mà giáp mặt với nghi phạm. Tới khi mà lực lượng chức năng lại tới đó, thì bắt đầu cô mới biết đó là nghi phạm. Và tình tiết là bây giờ như thế nào? Mời tất cả quý cô chú cùng theo dõi nha. Thưa quý vị các bạn thì liên quan đến vụ án tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Nghi phạm thì đang lẩn trốn tại Long An ngày 8 tháng 1. Tại ấp 7 xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, nơi nghi phạm bỏ xe lẩn trốn, các lực lượng chức năng đang tìm theo dấu vết của hung thủ. Dạ thưa quý vị các bạn thì trực tiếp tiếp xúc với nghi phạm thì đến bây giờ bà Quỳnh Thị Tuyết sinh năm 1973, ngụ xã Lương Hòa, huyện Bến Lức vẫn cảm thấy sợ hãi khi nhắc lại câu chuyện. Theo bà Tuyết lúc đó là hơn 16 giờ ngày 6 tháng 1, nghi phạm dừng xe ở cửa hàng của mình để mua nước và thuốc lá. Đây là lời của cô. Nó thì đội nón nè, đeo khẩu trang vải kín mít. Lúc đó tôi chỉ thấy đôi mắt, nhìn đôi mắt nó thấy sợ lắm, mà cách nó mua nước cũng khác với người thường, bà Tuyết nói. Bà Tuyết cũng cho hay sau khi mua nước uống, nghi phạm xin mật khẩu wifi, nói chuyện với người nào đó lâu lắm. Sau đó hắn gọi mì tôm để ăn nhưng không ăn, để nở hết và phải bỏ đi, không ăn nổi đâu quý cô chú anh chị. Khi mà nghi phạm lúc đó đầu óc của nghi phạm là không thể nào ăn ăn được đâu, quý vị cũng đã hiểu tâm trạng lo sợ rất là hoảng luôn. Khoảng 30 phút sau, công an tìm đến nơi và thông tin cho bà Tuyết và xem hình của nghi phạm. Thì lúc đó bà Tuyết như rung rời chân tay vì không nghĩ đã tiếp xúc với nghi phạm. Nghi phạm, dùng cái từ ở đây mình không thể tiếp xúc với nghi phạm, nó là 4 tiếng đồng hồ mà nghi phạm đó, trời ơi, khủng khiếp lắm. Đó. Từ hôm xảy ra vụ việc đến giờ, gia đình bà Tuyết đề phòng hơn, con dâu cũng ở nhà để phụ bà việc nhà, vì mấy hôm nay bà mất ngủ vì ám ảnh đến bây giờ. Phải nói là khi mà mình tiếp xúc với nghi phạm rồi, hay tất cả quý cô chú, thì khi mà mình phát hiện ra thì mình rất là sợ. Đó. Là người theo đạo Công giáo, hàng ngày 4 giờ dậy để đi lễ sáng. Nhưng từ khi vụ việc xảy ra, gia đình bà Bùi Thị Ba, 64 tuổi, ngụ xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, nơi nghi phạm để xe trước nhà bỏ trốn, cũng không dám ra khỏi nhà từ lúc tờ mờ sáng nữa. Đây cũng là tình cảm của các hộ dân xung quanh. Ông nội đó, ông xuống nhà đó, bỏ xe đó, tới cô đó bây giờ cô vẫn sợ luôn. Bà cho hay, nghi phạm chưa bị bắt, có thể trốn quanh khu vực bà sinh sống nên gia đình lúc nào cũng trong tình trạng đóng cửa, cửa đóng then cài. Đó. Lời cô đó nói như thế này, vì chưa bắt được nghi phạm nên trời bắt đầu tối thì nhà nào cũng lo đóng cửa, xung quanh có bao nhiêu thì bật đèn bấy nhiêu hết, rồi cho nó sáng sủa thì mở camera lên để nhìn, bà chia sẻ. Dạ thưa quý cô chú anh chị thì cái khu vực mà chỗ Bến Lức bây giờ, người dân ai cũng sợ, tại vì nghi phạm đã xuất hiện cho đó và bỏ xe đó thì đang lẩn trốn vòng vòng đó thôi. Thì vụ Chiến thì cũng chắc chắn rằng một hai bữa nữa thì lực lượng công an sẽ lụm bên này thôi, chắc chắn. Theo bà là từ hôm qua đến giờ người dân không dám ra đồng, công an cũng kiểm tra kỹ lắm. Chỉ tay vào chỗ nghi phạm ngồi để xe lại, bà cho biết thời điểm đó đối diện nhà bà có đám cưới, nghĩ là ai đó đi đám rồi để xe lại, chứ không nghĩ đó là nghi phạm. Đêm hôm trước con trai gọi điện nói là có kẻ ở trên thành phố Hồ Chí Minh á, mình dùng có kẻ, mình không có đọc ra cái từ đó, quý cô chú mình thông cảm ha. Nó ở thành phố Hồ Chí Minh, mẹ có hay không? Trả lời là không biết gì. Sau đó thì thấy công an đưa chó nghiệp vụ đến truy lùng hung thủ, và cho hay. Hai ngày nay nghe thông tin lẫn trốn, kẻ nghi phạm lẫn trốn tại khu vực này. Anh Minh Sa, hàng xóm gia đình bà,
lo sợ không dám đi thăm vườn. Sáng nay thấy lực lượng công an an toàn nên mới dám vào thăm vườn chanh. Bây giờ không ai dám đi ra đường hết, tất cả quý cô chú sợ lắm. Sau vườn bà cũng có những dấu chân mới quanh hàng rào vỏ chuối để lại. Khu vực này đất rộng hàng chục hecta, chủ yếu là trồng chanh, cây ăn trái khác và cỏ thiên nhiên mọc rất rậm rạp. Phía sau nhà bà là cánh rừng hơn 10 hecta. Lực lượng chức năng thông báo rộng rãi đến người dân địa phương để cảnh giác. Thì qua đây vụ chiến thì tất cả quý cô chú bà con mình á, nếu mà thấy hình của nghi phạm, lập tức thấy nghi phạm ở đâu đó, lập tức gọi điện cho cơ quan công an gần nhất đó hoặc chính quyền địa phương gần nhất. Mình đừng có tiếp cận nha, đừng tiếp cận nghi phạm. Ngay lúc này một nam thanh niên rời trên chiếc xe máy hiệu SH Mod với tốc độ cao. Người dân đến kiểm tra thì phát hiện chị bây giờ để mình thông tin là cái vụ việc cho tất cả quý cô chú anh chị cùng nắm ha. Đó, như báo đã đưa tin nè, vào khoảng 10 giờ tối ngày 6 tháng 1, người dân nghe tiếng la hét bên trong căn kiosk, đồng thời là quán cà phê giải khát trên quốc lộ 22, xã Xuân Thế Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay lúc này một nam thanh niên rời đi trên chiếc xe SH Mod với tốc độ cao, người dân kiểm tra thì phát hiện chị HB 22 tuổi, nhân viên quán cà phê, trọng thương nằm thoi thóp. Nhận được thông tin có vụ án vậy á, thì có kẻ điều khiển chiếc xe SH từ Hóc Môn đi theo đường tỉnh lộ 830 chạy về hướng thị trấn Bến Lức. Lực lượng công an đã tổ chức truy bắt. Chạy được một đoạn, nghi phạm đã quăng xe máy hai bên đường và chạy xuống một khu vực đất rộng toàn là cây cỏ um tùm. Dạ, kính thưa quý cô chú anh chị, thì bây giờ thì lực lượng chức năng đang ráo riết tìm nghi phạm, và đặc biệt là chỗ Bến Lức đó. Bây giờ thì bà con mình rất là hoang mang. Bởi vậy tất cả những cô chú anh chị, những người dân, ai mà đi ra đường nếu gặp nghi phạm là không nên tiếp xúc ngay, tất cả quý cô chú anh chị mình lẩn tránh liền, rồi mình sẽ báo với lực lượng cơ quan công an gần nhất để người ta có những biện pháp. Còn mình tay không à, mình tay không là mình không làm lại đâu. Bởi vậy bây giờ ở cái khu vực chỗ Bến Lức đó, bà con rất là hoang mang, mà phải nói có một cái vụ này cũng nói là thật là sự là kinh khủng đó quý cô chú. Và kính thưa quý cô chú anh chị, thì Vũ Chiến sẽ tiếp tục thông tin về cái vụ việc này đến tất cả quý cô chú anh chị để biết diễn biến như thế nào và tình tiết như thế nào. Thì Vũ Chiến tiếp tục mời quý cô chú anh chị theo dõi. Và bây giờ thì Vũ Chiến xin phép tạm dừng video tại đây. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong các video tiếp theo.